Chị Kiều Hương xin chào tất cả các em. Hôm nay chị em mình cùng chơi trò chọn trang phục đi thi đấu trượt patin nhá. Đây là nhân vật của chị này. Cùng chọn trang phục cho bạn ấy nhá. Trước tiên mình sẽ chọn áo. Ôi, cái áo này đẹp này. Chị em mình cùng chọn nhá. Tiếp theo là quần. Chiếc quần trắng này thì sao nhỉ? Nhìn không nổi bật lắm. Còn chiếc này thì sao? Có vẻ không hợp với chiếc áo. Đây rồi, chiếc quần màu đỏ hợp với chiếc áo ghê á. Cùng đi chọn tất nào các em ơi. Chiếc tất màu đỏ dài này thì sao nhỉ? Chị thấy đẹp đấy. Tiếp theo đó là giày trượt patin. Nhiều đôi quá, chẳng biết chọn đôi nào cả. Đây rồi, đôi màu đỏ, cực ngầu luôn. Mình chọn thêm phụ kiện nhé. À, các em nhớ phải đeo giáp để bảo vệ đầu gối nhé các em. Một chiếc vòng cổ và cả bảo vệ khuỷu tay nữa. Cùng đi chọn mũ nào. Chúng ta nên chọn một chiếc mũ để bảo vệ đầu. Cùng đi thi đấu nào các em ơi. Đây là sân khấu của trẻ em mình này. Cùng chuẩn bị bài thi nhá. Đây là đối thủ của chị em mình. Bạn này có vẻ giỏi đấy các em ạ. Phần thi của chị em mình bắt đầu. Đến lượt bạn kia. Wow, bạn trượt hay quá đi. Ôi tiếc quá, thua mất rồi. Không sao, chị em mình cùng về trang điểm, chọn trang phục và tập luyện để đi thi đấu tiếp nhá. Cùng đi trang điểm cho bạn ấy nào. Đầu tiên là đánh phấn mắt.
Tiếp theo là sẽ kẻ mi mắt. Chà chà, nhìn xinh hơn rồi đấy. Tô thêm ít son nữa. Và tiếp theo là đánh phấn má. Hi. Mình vẽ thêm một ít họa tiết trên khuôn mặt cho cá tính nhé. Bây giờ mình sẽ đi sơn móng tay nào. Sơn hình ngôi sao lấp lánh này đẹp này các em. Xong rồi. Đẹp quá đi. Trẻ em mình cùng đi cắt tóc gội đầu nhá. Uốn tóc nào. Chọn kiểu tóc ngắn này đi. Chọn màu tóc tím cho nổi bật nhé các em. Xong rồi, cùng đi chọn trang phục nào. Chọn chiếc áo xanh này đi. Chiếc quần 7 sắc cầu vồng cực đẹp luôn. Thêm đôi tất xanh nữa.
đôi giày patin cũng xanh luôn. Đi thi đấu nào các em ơi. Đây là hai bạn trượt của chị đấy. Cùng chuẩn bị bài thi nào. Đối thủ của chị em mình này các em. Mình cùng vào phần thi thôi. Đến lượt đội bạn. Cố xem kết quả nhá. Yeah! Chị em mình thắng rồi. Các em có thấy trò chơi này hay không? Nhớ đăng ký kênh của chị Kiều Hương nhá. Tạm biệt các em.